quyết định chẳng hạn nếu mà kinh doanh nó phải căn cứ theo cái yêu cầu của họ bảy mươi điểm thì đạt bảy là kiến nghị của hội đồng kiến nghị của bộ học của ngành cho hiện tại trên của cá nhân tiến sĩ lê trí thanh nghị của kết quả như vậy. Nó có 10 hoàn đúng không ạ? Dạ. Thì hoàn nào cũng có sân hô? Cũng có mà như là bên ở bên bờ đập mình á là nó nhiều. Nhiều nhất. À, hoàn bờ đập nhiều nhất, còn các hoàn khác ít hơn. Ít hơn. Thế còn lại du lịch ở ba các cái hoàn đấy thì hoàn nào phát triển tức là người khách đến thăm nhiều nhất? Thăm nhiều nhất là ở bên Hồng Mẫu mình. Hồng Mẫu. Vì sao là người ta lại đến nhiều nhất? Tại vì trong đó nó có cái bãi cá, bãi tắm. Bãi tắm. À, thế rồi thì trong này trên đấy cũng có nhà nghỉ, có nhà nghỉ. Quán ăn đúng không? Cũng có quán ăn. À, thế còn hoàn ngang thì tập trung cũng là người ta làm cái gì đấy? Ta làm nghề biển. Buôn bán rồi nghề biển. À, nuôi trồng thủy sản. Nuôi trồng thủy sản. À, nuôi cá muối cá bớp. Thế bên cạnh đấy thì cho hỏi một chút là nước ấy, nước sinh hoạt của mình ấy, thì có vấn đề thiếu hay không? Không có, chừng năm mấy nay là không có thiếu, tại vì cái hòn các hòn á là bơm khoan cái nước được. À, tức là không có khoan sâu xuống. Khoan sâu xuống lấy nước ngọt được. Cảm ơn chú, có thể tí cháu lại phỏng vấn tiếp, bởi vì em đã ra đây rồi. Tôi rác đổ ra biển rồi. Đi nhà. Cái hoàn mẫu thì mình còn ở đây thì có cái bao nhiêu hộ dân sống đây ạ? Em có phân ngành nữa. Nhưng mà chỉ có nhiều hay là chỉ có khu này đó? Không, dạ thế mình tức là đi sinh hoạt ở bên trong. À, bên trong. Nằm. Thế ở đây ngoài du lịch ra thì người ta còn làm cái gì đó? Này làm nghề biển. Nghề biển thôi. Nghề biển. Thế cảm ơn chú, chào đoàn. Chú đi.